OR Thái. Đây sau khi lên cái bộ OR BR Thái cho video cái đài từ 2018 đến 2021 trên Thái Lan nha anh em, rất là đẹp. Đó, nó xài cổ hai khúc cái khúc này nổi vô đây. Đó. Bộ này là nổi tiếng rồi, bao anh em chạy vô không Cross nha, hầu như là xe làm nồi bô lục gió đi bô là bây giờ là chạy vô nhất. Và để giờ mình lắp vô mình test mình chạy thử cho anh em coi. Xe này đợt trước chủ xe mua cái cổ bự quá, tới 232 là cái này xe 62 chạy mới nổi, lỗ như cái thúng rồi. Đó, cái cổ này nó ra đây là 25 mà râm ra 27 chạy nó vô không? Có đời có hậu không? Có đạt chuẩn không? Vừa im vừa nhẹ vừa vô vừa bốc luôn. Đây, tiếp tục công việc của anh em khách nha. Vario Sonic S3 Tarin Novel Winner thắt ý, mình làm này đủ lít Thái phút chờ thắt 300. Tiếp tục buổi trưa của mình em khách nha, thắt 300 làm máy, làm nồi, làm láp cả máy luôn, và 50 mô tô.
đây mà H300 đời mới làm máy nữa nè, làm lại hết luôn, bị kêu dên này. Đây bộ ba H350 màu xi măng, nồi bô lọc gió, biết đây là nồi bô xăng lửa. H37, H300 Vario, Airblade, Head 300. Mình làm đầy đủ hết nha. Head nhỏ, Head tự động. Thằng tí rồi.